Những món vũ khí Marvel bị dìm không thương tức phần 1. Cuốn sách của Vishanti. Mặc dù cuốn sách của Vishanti là một quyển sách quyền năng, chứa những phép thuật chính nghĩa có thể phản lại ma thuật của Darkhold trong Doctor Strange, nhưng ít ai biết rằng cuốn sách Vishanti sau khi bị Wanda dùng ma thuật để đốt cháy trước khi Strange kịp sử dụng, thì có vẻ cuốn sách đã bị tiêu hủy hoàn toàn vì vẫn chưa có bằng chứng nào cho sự tồn tại của các bản sao ở vũ trụ khác và cũng chưa có dấu hiệu nào cho sự phục hồi của quyển sách. Cây trượng của Wotum. Trong JLA, Avenger, cây trượng tối thượng của Wotum được xem là một trong 6 vật thể ma thuật đại diện cho vũ trụ Marvel. Cây trượng này được điều khiển thông qua suy nghĩ của người dùng, lưu giữ và giải phóng năng lượng ma thuật gấp nhiều lần so với thông thường. Nghe oai là vậy, nhưng trong lần Gong sử dụng trong cuộc chiến ở Hồng Kông Santum, anh đã bị bè lũ của Kisilus đánh bại. Quad Blaster. Quad Blaster chính là cặp súng đa chức năng được Peter Quill yêu thích nhất trong phim. Cặp súng này có thể bắn ra đạn plasma, đạn năng lượng. Điều thú vị là cặp súng này có ngoại hình tương tự như cặp Element Gun với nhiều tính năng xịn sò hơn hẳn. Cứ tưởng Quad Blaster mới là cặp súng được sử dụng nhiều nhất, nhưng Element Gun mới chính là bảo bối được Peter Quill ưu ái.